À, vâng, em xin chào các anh. Thì em nên một cái cặp loa hàng cao cấp đời cao của Onkyo. Đấy, cái tầm tiền khoảng 3 triệu cho các bác nào ai chúng ta đang cần những cái dòng loa cao cấp mà tiếng nó hay nhá. Này, các anh đang hỏi em những cái dòng loa nó khoảng tầm 2 triệu rưỡi 3 triệu thì đây nhá, đôi này là đôi tiếng rất là hay của Onkyo. Đấy. Dòng loa bát nòng chảo. Đấy. Bát nòng chảo đây tức là bát nõm này. Nó giống cái nòng chảo người ta còn hay gọi là nòng chảo, có người gọi là bát nõm, có người gọi là bát nòng chảo nghe cho nó sang hơn. Đấy, và con này là dòng loa carbon nhá, nó mang màng carbon nên tiếng bát của anh rất là sâu nực. Đấy. Kết hợp thêm với cả gân xếp ở bên ngoài này, các anh nhìn không? Biên độ dao động của cái màng loa nó sẽ lớn và nó sẽ tạo ra được nhiều các cái giải âm hơn, nghe nó hay hơn, chi tiết hơn. Đấy, tép đo múi khế cân sóng nhá. Cái này cái đây ở ngoài ngoài đây nó có một cái chụp bảo vệ này, nó kiểu tạo hình chữ X như này trong cái múi khế. À, nên là người rất nhiều anh gọi đây là cái tép múi khế, có người thì gọi là tép đầu tên lửa. Cái đầu này đầu tên lửa nhìn cũng khá là giống đúng không, có người cũng bảo là cái múi câu ấy, nhưng mà đấy nói chung là nó do mỗi người tưởng tượng thì chúng ta nói một kiểu thôi, nhưng nhìn chung thì đây là dòng tép đom. Đấy, tép đom gân sóng có cái một cái nón bảo vệ bên ngoài như này nhìn rất là đẹp. Đấy. Đấy. Đây, con này thì hàng về thì loa cũng còn rất là ok luôn nhá, hàng đẹp này. Các nhìn được không ạ? Hàng đẹp nhá. Tuyệt vời luôn. Đấy. Thì với em thì em đánh giá đây là một con loa hàng đẹp. Đấy. Nhưng còn không biết với các bác thì các bác đánh giá như thế nào thì ở đây em cứ quay xung quanh lên cho các bác xem. Và chúng ta tự đánh giá nhá. Đấy. Loa sơn phủ PU bên ngoài rất là đẹp như này, bóng màu gỗ gụ, bóng đẹp. Còn tất nhiên đây là hàng bãi nhé các anh nhé, đây là hàng bãi. Thì có thể rằng là trên vỏ loa nó sẽ có một vài vết nọ vết kia một xíu xíu thì nó không thể tránh được. Đấy, đúng không ạ? Nhưng mà nhìn chung thì đây là một đôi loa còn rất là đẹp. Đấy. Em đánh giá đây là đôi rất đẹp, còn không biết là các bác thì nhờ các bác chúng ta tự đánh giá nhé, chúng ta tự nhìn, chúng ta tự xem, chúng ta tự đánh giá nhé. Tất cả các cái góc cạnh của loa em đã quay hết lên đây cho các bác xem rồi, cho các bác tự tự đánh giá nhé. Đây, con này nó đẹp là đẹp tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy. Ê căng của nó về đây. Đấy, cũng còn rất ok luôn nhé. Cái càng có thật ok luôn các anh thấy không? Đấy, được chưa? Đấy, dòng này là dòng loa cao cấp. Đấy, nên các anh nhìn này, nó sử dụng mà là cái kẹp ở đây là kẹp bắp chuối luôn rồi. Đấy, mình có thể là xoáy cái này ra, mình nhét cái dây loa xuống dưới cái lỗ ở dưới này và mình kẹp nó lại. Hoặc anh nào có giáp bắp chuối thì các anh có thể là cắm trực tiếp vào đây luôn nhé. Dây âm ở dây âm, dây dương ở dây dương nhé. Đấy, con này là mã của nó đây, Onkyo DN9FX, đời có thể nói là đời cao nhất luôn của cái đời N9 này luôn. Đấy. N9FX. Nhớ, đời cao nhất của cái đời N9 luôn. Trước đấy nó sẽ có N9 này, N9X này, N9SX này, N9TX này. N9 gì gì đấy nữa, nhưng mà đời FX này đời có thể nói là gần như là cao nhất của cái đời N9 này luôn. Đấy. Và đời N9 thì cũng là đời cao nhất của các đời N. Đấy, thì đời N9FX này là đời cao nhất của đời N9 luôn rồi, thì đây là loại khủng khiếp luôn. Đấy. Những cái dòng này nó ít về lắm, thi thoảng nó về được một đôi thôi. Đấy. Công suất của loa thì nó là 70W trở kháng là 4 ohm nhé các anh nhé. Đấy, 4 ohm này. Tiếng con này thì rất là hay luôn. Đấy. Mình nghe nhạc vàng cũng được, mà mình thích thì mình nghe các cái nhạc lâu lâu mình thích, mình chơi được cả các cái dòng nhạc remix cũng được. Đấy. Vì cái con này với cái loa của nó đặc trưng của nó là cái dòng loa màng carbon này, nõm. Cái gân vải xếp ở bên ngoài, gân xếp bên ngoài như này nên là nó cái biên độ động của loa bát nó rất là nó tốt này, và nó tạo được rất là nhiều các cái giải âm thanh, giải nó rộng hơn rất là nhiều. Đấy. Kìa nha, đây hàng đẹp như hình luôn. Đấy, thì đôi này thì giá của nó là 2.500.000 nhá, 2.500.000. Thì bác nào đang có nhu cầu mua thì liên hệ cho bên em nhé. Kích thước của cái cặp loa này thì để em xem cái thước nó ở đâu đã. Đây,
Con này thì loa sẽ có chiều ngang là đi 16.5 cm. Loa cao 29,5. Đó. Và loa này sâu là 24 cm. Đấy. Loa bass nõm. Đấy, với cái đường kính bên ngoài của nó là 13. Đấy. Đường viền bên trong đo được là 11.5. Đó nhá. Đấy thì đây. Con này được thiết kế thoát hơi ngay phía trước này. Kiểu dạng khe như này. Thoát hơi rất là đẹp như này. Cái này vừa là đế chân, nó vừa là cái khe thoát hơi luôn. Nhìn rất là kiểu cách và đẹp, đúng không ạ? Của nó là nhìn con này sang yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn này. Đấy, rất là đẹp nha. 2 triệu 500. Ok này, bây giờ em sẽ thử đi nhạc vậy nhá. Thử đi nhạc cho các bác. Cái này thì đây nó là cái dạng cắp giáp cắm này, mình cắm luôn đây cũng được này, dây ngoài cắm thẳng vào đây như này cũng được. Đấy, nếu giáp bắp chuối nha, các bác cắm vào đây là được này. Đấy, thế rồi chả cần gì nữa. Đây em cắm tắt rồi nhé, còn nó về các bác nào mà không có giáp bắp chuối thì nên cắm ấy nhá, nên nên xoáy hẳn ra và cắm vào đây này. Đây này, dưới này là các anh nhìn có cái lỗ này, thì các anh nên xoáy ra và cắm vào nhé. Nhưng ở đây em cắm tắt thôi. Đấy. Em cắm tắt thì là em đấu nhanh thì là em cắm tắt vào đây thôi. Các anh nhìn này, khi cắm vào đây thì nó cái dây nó sẽ nòi ra này, em sẽ xoáy nó vào đây. Đấy. Đấy. Còn đúng ra là mình sẽ phải là cắm vào cái lỗ phía dưới nhé. Để các bác chờ thì em đấu dây đã. Ở đây như ok này. Bây giờ em sẽ bật tiếng lên này. Được anh đấy không? Bát của anh rất là phê luôn. Em bước qua cầu, anh ôm mối u sầu, gửi vào trong tiếng ca. V7 này em test là em là test bằng những cái con âm ly những cái công suất mà nó không có chỉnh bắt tép, nên là âm thanh nó là âm thanh chuẩn của loa luôn mà không hề qua căn chỉnh gì nhá. Đấy, nên là các anh nghe ở đây là các anh có thể cảm nhận được rõ nét luôn chất âm của nó. Đấy, rất là hay luôn, nghe chuẩn chất âm luôn. Ngày tôi có người yêu rất đẹp ở sơn đạo, bát quả nhất sâu được. Những buổi tan trường thường hay tìm nhau say mơ ước ngày sau, nhặt cánh hoa trắng thiết tha tôi cài lên trên áo lụa xanh cỏ lá. Say xưa trao nhau kỷ niệm phút say ban đầu, tình ta sẽ dài lâu như hoa trắng không phai màu. Một hôm tôi đến tìm em để tự xa lên đường, vươn lại phố phường. Có lẽ là thử một đoạn nhạc remix xem như nào nhỉ. Mọi người ơi, chúng ta sắp đến với Detox, chơi chữ giữa đi và Detox. Chúng ta còn có 3 khách mời ạ. Đêm nay thời gian đang yên lắng động,
Thì đây là cặp Onkyo N9 MX để em có test cả chất âm cho các bác này. Nó chạy ok, tiếng cũng rất là tuyệt vời, bass pick của anh rất là sâu chắc, khỏe. Thì con này là giá của nó là 2.500.000 để anh nào đang có nhu cầu mua cái cặp loa này thì vui lòng liên hệ cho bên em theo số điện thoại là 0966594581 hoặc là 0979891682 các anh nhé. Đấy. Nó cao cấp, tiếng rất là hay của Onkyo. Em xin chào các anh. Vâng.